Còn 5 mẫu này hả vậy sao? 4 mẫu. À, 4 mẫu. Cái giải gỗ còn không? Gỗ hết. Nãy ông xã nói đặt hàng được mà. Mở rồi, không hết, nó hết rồi, làm không kịp đâu. Nếu mà đặt hàng trong vòng tất cả tháng, tháng rưỡi mới có hàng. Anh không có chờ được. Tháng rưỡi hả? Đúng rồi, nếu mà đặt vẫn được cả tháng rưỡi thì anh gần lót tới rồi đâu có chờ được. Thế em chọn cái nào? Vậy là màu đó đi. Đây ha. Dạ. Đó là trắng trắng tươi, trắng vân, trắng vân. Còn này trắng tươi, trắng tươi này nó rẻ hơn. Còn này 95 nè cô chú anh chị, 95 này 90, 95 này nhiêu? 90, cái này 90 luôn. 90 cái 90 cái màu này nó tối mà. Tùy em thích màu nào lấy màu đó. Để lấy màu đó. Chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube của Minh Tân TV. Để nói đầu tiên thì Minh Tân gửi lời chúc cô chú anh chị với mạnh thường quân của nhà Hậu Tâm gặp nhiều may mắn làm ăn phát tài phát đạt. Hôm nay Minh Tân đang có mặt tại nhà Thanh Năm Con để cập nhật cái ngôi nhà hàng ngày để cô chú anh chị cùng xem. Thì mời cô chú anh chị theo chân Minh Tân để vào bên trong. Ô, chào con trai. Hai con. Dạ ơi. Dạ. Chào gì nghe. Dạ. Chào đâu, gái. Chào con. Đâu. Chào bác Thon. Hết sổ mũi chưa? Hả? Rồi đó con, nó ra nắng hoài, nó hả? Hoài. Ừ. Cái mặt này thấy không? À, con xuống sai đó vậy. À, dạ, dạ. Không biết làm tới đâu rồi, hôm qua cái chiều mình tôi không có cập nhật. Cho nói chiều hôm qua thì đổ cái bê tông. Đổ bê tông cái nền. À, thì mình tôi nhìn thấy cũng đổ xong rồi. Rồi chào bác Thầu. Gặp lại nữa rồi. Gặp lại. Hồi nãy động đất nhà Thúc Thanh Khờ xong xuôi bắt tay gói trời trời. Hồi nãy tôi đưa tay mà không bắt tay anh tôi. Cười. Mới động đất xong. Lo dòm chú Ly đang làm. Rồi hai anh em xong. Để ý cái tay em đưa qua. Xong xuôi mới chạy qua đây. Ôi chào bác Minh. Đang đổ. Chào bác Ly nha. Đổ cái đà ngang anh là kịp dạ dạ thế bê tông cũng đổ rồi nè, rồi anh cũng xây chỗ chạy xe lên nè, xe lên xuống rồi bê tông cấp thì cũng cũng xây rồi. Cái đá quay mạnh không rồi, bên trên thì cũng lắp đòn tay rồi. Ủa sao không xịt cái keo giùm em? À, nước sơn anh. Nước sơn cho hàng á. Xịt chứ, mà đại bữa nay bên chỗ đầu tư xuống thôi. Chưa có mua hả? Ủa không kêu mua luôn mà, có ghi to là mua cái nước sơn mà. Cái to đó là to trước. Cái to. Ờ to trước hồi xưa là nói là mình làm nhà tiền chế phải không? Đúng rồi. Sao mình không kêu mua cái đó giùm em luôn? Không đem đắt để anh Thanh đi mua đi. Đặt đồng tay này. Đây là khu nhà tắm, nhà vệ sinh. Thấy cũng lớn à. Một bề ngang 1m7 á cô chú anh chị. Dài 2m. Cái tông đỏ chắc chiều hôm qua anh Minh. Ở chắc chiều hôm qua hả? Buổi chiều là xong luôn hả? Chiều. À.
Anh sao đây. Anh đi chỉ họ đi chỉ họ đi chỉ họ thôi mua nước sơn nha đi cái chỉ đi rồi nó à, rồi, rồi phía đây là đi chính con à rồi vào cái sổ cái chỉ à ừ, nếu mà không dán thì đi chỉ họ là tốn nước sơn mua nước à. Sơn gì sơn mua nước mua hũ nhỏ thôi tiền lít á dạ thì cái chỗ phía trong thì mình đi chỉ hết luôn đi dạ có như là toàn bộ là mình xài thì chỉ hò hết dạ thôi cái nò nó có thể em mua cái xài viền á chạy lên á chạy lên viền á đừng cho nó ẩm tường á như nhà chúng mình dạ thì phía phía này thì mình đi chỉ thôi mà phía cửa sổ phía ngoài anh làm cái chỉ đó, ngoài đừng cho nhà à, đừng cho mưa nó dọc dọc vô nhà vô. Dạ dạ ô tô xong xuôi mình mới căn phòng sao anh tại vì cái phòng mình nó hơi ẩm vô ra vô nó chật hẹp à thì làm gì cũng tiện chứ nếu mình xây phòng rồi mình bắt dần giá cũng hơi khó khăn ô tô tô ba vụ hồ này kia quay xe rủa quay khó đúng rồi em thấy có nghĩa đó cái này thấy anh mình anh Liêm làm khác chỗ khác với chỗ khác người ta làm vô xong người ta xây phòng xây phòng thì xong cái diện tích mình nhà lớn á từ 5-6 mét thì bị ngang còn của mình thì có 5 mét phụ bị 4 mét phụ bị yeah. Mình ra bắt buộc mình làm như vậy đi dễ xây trở bên em phụ hộ ở dưới nữa yeah. Kéo vàng giờ lên nhà xuống khiên dàn giáo đồ tùm lum tà la lắm yeah. Nhiều khi làm rồi em quay vàng nhiều khi bị mẻ cạnh em giá đồ lại thế nó xấu đúng rồi chẳng thà mình làm hai bên này xong hết trơn tập trung vô bước căn phòng xong thì tô cái tuột cái ra luôn ra luôn ạ rồi mình dự tính bữa nào mình mới lót xong xuôi để mấy em chở Thanh đi chọn gạch á thì cái này em chở đi chọn trước đi tại vì gạch á là không khi ta tới chân mẫu chứ không có dựa sẵn khi mà mình thích cái mẫu đó rồi người ta mới điện đặt về bên cửa hàng bên nhà ấy yeah. Bên đại lý lớn người ta mới phân phối về thành ra mình bắt buộc mình phải đặt trước yeah. Nhưng mình đặt trước rồi mình trở về coi lên màu rồi hết trơn mình mới quay trở lại mình lót cái gì một lát em kêu Thanh chạy lên lựa cái màu gạch màu thêm màu sơn luôn để chọn sẵn gì đó nhớ là lấy thí dụ em có đi thì lấy một lon chỉ 1 lít là mình sử dụng hết mấy cửa sổ với trong nhà mình hết luôn á dạ dạ cái nhà tắm mình hổm là 1m7 2m không anh đúng rồi là bao nhiêu mét để em cộng cái gạch trong nhà vệ sinh á rồi phải mua cái labo cái bàn cầu á bàn cầu rồi cái nhà tắm nó nhà chỗ bếp anh đổi một cái miếng đan nha là nhà bếp cho nhà anh Minh vậy đó rồi tôn thì mình cũng kêu rồi anh kêu rồi bảo sao tiền nào mình lập vậy tính tích có chủ nhật anh mới lọt nè chủ nhật vậy hả nó mấy anh em tô cho nó khô tường lại lặn lên màu à đây lọt cái nó chủ nhật thì mình ta không có ở đây để lên rồi. Video em cái này cũng... cái này là cái nhà tắm mình là 3,5 mét 3,5 mét à mày ghi lại chứ không nhớ đâu một lát em mau quên lắm anh như anh hôm qua anh chưa tôn thấy không nhớ tới là chở tôn giao chết mẹ không đi nữa đường trong Bến Tre về cái bắt đầu mới nhớ 3,50 mét 3m50 rồi nhân cái phần nền kia cái 15 16 chứ khoảng 64 vậy là mình phần gạch lót nền là mình lấy 61 mét có từ hao cắt thằng kia hết chưa thì cái phần dán chân dán gì em chọn màu khác anh không có tổng vô nha đây là 6m 61 mét rồi quyền là khoảng bao nhiêu mét ta quyền mình em biết em lấy quyền nào em biết gạch nền này em biết lại lấy thứ nào lấy trùng trùng chỉ là trùng ở trùng đường ron là trùng ấy nữa
Thường thường gạch lót viền là khoảng mấy tấc ta? Thì nó thường thường thí dụ em quyết định là một tấc là tấc rưỡi, thí dụ 60 em lót tấc rưỡi em chia ra làm 4. Không, mình mua gạch viền sẵn luôn chứ không cắt nữa. Cái đó tùy thôi, em thích cái mẫu nào em kêu người ta là nó mấy tấc rồi. Của nó thì 60-50 đó, chiều dài, chiều cao thì mình thích cái nào thì mình lấy cái nấy thôi. Không, chiều cao nó khoảng mấy tấc đó. Chiều cao thì bỏ người ta đặt cho em là ví dụ 1 tấc rưỡi hoặc là 2 tấc. Thì đó em thích là bao nhiêu thì nó quyết định là biết rồi mình lấy mẫu đó là ở đây anh đo bằng bao nhiêu viên thì lấy. Vậy anh đo giùm báo giùm em đi. Thì thích mẫu đi, có gì thì anh nói bên cửa hàng sao. Thì mình đi chỉ thì ngoài mình đi chỉ ngoài chút chứ chạy về nguyên trong nhà hết cái phòng nó vậy nó dễ lau chùi, nó không có bị ẩm. Dạ. Chứ mình không có sơn mấy chỗ khác người ta sơn bị lột sơn thời gian bị bung bị bung lột ra hết à rồi sơn nữa dán luôn rồi cái chỉ mấy này thì mình bắt chỉ xi măng rồi sơn màu lên. Mình tiết kiệm cái phần kia thì mình đem xuống dưới đây. Rồi chỗ cái buồn á, buồn thì anh bắt chỉ cho em luôn nha. Bao nhiêu tặng bỏ là mình không có xài chỉ gạch á, mình xài chỉ hồ hết á. Đúng rồi đúng rồi. Tại mình lấy cái tiền đó mình dồn về phía dưới để bắt chỉ cái nền nhà. Đó hai người mới được. Lấy thùng bê nghe mà không anh thấy. Dạ chào mừng cô chú anh chị trở lại kênh YouTube Minh Đa TV. Từ ngày làm nhà em Thanh tới giờ thì anh em chỉ nói chuyện phía ngoài không à. Rồi thiếu tiền thì cứ ứng. Đó, rồi bữa nay thì Minh Đa cũng liêm thì để lên một video cũng đăng cho cô chú anh chị cùng xem á. Bữa nay thì lấy tiền trả tiền tôn hả? Lấy tiền trả tiền tôn. Thì tiền tôn thì anh đưa giá là 14.481.000. Thiếu rồi thôi nghe, rồi còn phát sinh gì là không biết nghe. Không hóa đơn tính theo hóa đơn nghe. Thì không hóa đơn thì tính theo hóa đơn. Mốt rồi còn đẻ đâu ra đây không biết à. Nuôi đẻ nữa nuôi không nổi đâu. Nuôi không nổi đâu. 14.481.000. Rồi em sắp này 10 triệu nè. Anh đếm mình em đi. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi cái này 10 triệu. Có dư tấm nào không? Đây 4 triệu nữa. Chú mày đếm tiền mà sao mà thiếu được. 4 triệu. 481.000 thiếu 1.000 đi ha. 80.000 được không? Tiền vậy chứ anh sao không lại 1.000 nó không cửa hàng nó không bớt thì anh lấy cho mình dùng cửa hàng thôi. Rồi cái tiền tôn thì cũng đã giải quyết xong. Đã kết thúc một còn tiền thợ á. Để em hỏi chút xíu khi cô chú không biết cái tôn mình xài tôn mấy giây vậy anh? 4,5 giây. Đồng tay là 1.4 ly. Dạ. 1.4 ly. Đồng tay nó có cái số, nó có chữ này của con nhỏ không có quay được. Dạ, dạ. Nhiều khi ta nói mình một cái này mình nói cái kia. Nó cái cây này ngắn này nó là bằng tay vậy. Nhiều khi có người ta nói mình anh có coi trong bình luận có người ta bị nói mình trao á. Quay cho cô chú chị xem luôn. 3336 là 1.4 ly đàng hoàng. Để chữ đàng hoàng 1.4 ly. Hả? Có sao không? Ừ. Này 30 nhân 60 nè, 1 ly 140 nè. Nè 30 nhân 60 nè. Là 1.4 ly nè ha. Này 1 ly là này 40 nè. 140 nè cô chú chị. Nè. Cho nó rõ. À, 30 nhân 60 là coi như là cây 36. Theo cameraman. Cầm máy lên rồi ơi trời. Nè, 30 60 là coi như là 36, 36 là 1 ly, này là 40 này là 1 ly 4. Rõ mà xem á.
tôn thì 4,5 đó, thì nhà anh Minh rồi anh Thảo thì mình tới chỉ xài một loại đó thôi, 4,5 rồi. Công thợ thì lúc trước thì anh tính là một mét nhiêu? 500-580 ngàn. Thợ thì 580 ngàn một mét vuông là thì dương tích tổng cộng là 37,120,000. Nó tiền thợ 37,120,000 thì anh cũng ứng em trước sau cũng 30 triệu rồi. 30 triệu là tính luôn là tiền cửa. Tiền cửa luôn. Dạ. Rồi bên ta cũng báo tiền cửa, từ trên xuống dưới là 18 triệu. Là bao gồm hết. Bao gồm hết từ trên xuống dưới. Cửa phòng, cửa toilet này kia là bao gồm hết á. Ta xài nhôm hết chứ không có xài cửa mũ. Hết tổng cộng 18 triệu. Rồi vật tư thì mình ta cũng chưa biết thì cứ kéo liên tục vô vậy đó. Rồi xong xuôi mình mới tính vật tư được. Xong xuôi cái nhà mình ta sẽ báo tiền vật tư cho cô chú chị cùng xem. Còn nước sơn thì mình ta nghĩ là hai thùng là đủ rồi. Mình ta thầy một thùng loại 1,2 triệu một thùng. Đó, còn cái bồn vệ sinh cũng nhà anh Thảo ha. 1,4 triệu hả? Không phải bồn vệ sinh, cái bàn cầu. Không, bàn cầu thì 1,4 triệu. 1,4 triệu. Thì cho trong nhà ngồi bấm này kia, khỏi cần đi ở phía ngoài. Cho biết cảm giác thoải mái trong gia đình như thế nào, con đêm con ôm nó nhỏ nhỏ cũng đỡ. Còn bữa nay còn gì nữa không? Hả? Cơ gì nữa không? Hả? Thì mai em đi công việc, em thứ bảy em đi, rồi chủ nhật em đi, rồi chiều thứ bảy anh phát lương cho thợ mà em không cho anh đứng thêm rồi lấy lương đâu phát cho thợ. Tại vì hôm trước là anh lấy là coi như là trước sau là 30 triệu, 30 triệu là anh mới được 10 triệu, còn 20 triệu anh đưa cho tiền cửa thôi. Thì để em cộng chung đi rồi em đưa. Thì đấy thì đó thì đó. Thì tại vì anh lấy mà đâu cửa nó lấy đâu, nhưng mà em cứ tính chung đi. Dạ tính chung cho nó dễ hơn. Đúng rồi, chứ em không lắc nhắc cái này cái kia tùm lum la. Không ghi cũng hơi khó ghi nữa rồi. Đúng rồi. Tiền thợ là 37,120,000. Rồi cộng tiền cửa 18 triệu. Là 55,120,000. Thì anh đứng hết 30 rồi. Từ 30. Còn 25,120,000. Hôm nay anh đứng nhiêu? Lấy 10 triệu nữa đi. Cũng 10 triệu nữa nè. Dạ. Rồi còn lại. Còn lại 15 triệu. 120,000 xong xuôi cái nhà bằng nhau. Ok. Ok không? Rồi. Đó bây giờ thì cũng chưa hoàn thiện, em không gửi anh hết được. Rồi. Ui mặn bên kia tính bên kia. Bên kia tính kia, tính nhà này đi. Bao nhiêu nhà này là nhiêu đây kết thúc rồi đó. Tới bằng giao nhà mới được hưởng. Đúng rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 20 rồi 10 triệu. Rồi tổng cộng. Tổng cộng là trước sau là 40 triệu. Đúng không? Trước 30. Rồi cái này 10 nữa là 40. Dạ 40. Ha. Đúng rồi. Tổng cộng là anh ứng trước là trước sau là hết 30. Rồi thêm bây giờ hiện tại bữa nay 10 triệu nữa. Là coi như là anh lấy trong em là trước sau là 40 triệu. Đúng rồi, còn 15 triệu. Phải không? Rồi. Rồi còn thiếu 15 triệu thì là xong xuôi bàn giao nhà ngày cuối cùng em bàn giao anh luôn. Rồi. Ngày bàn giao mới gửi tiền nha, nói rồi. Trước. Rồi. Mai em đợi nửa tháng nữa bàn giao anh chết anh luôn. Anh thì anh làm xong xôi xóm thì anh bàn giao cho em bàn giao cho thanh năm con thì em bàn giao tiền nhanh luôn. Anh làm rồi gần nửa tháng em mới. Không có, anh bàn giao nhà cho em là em trả tiền anh đủ à, không có gì hết. Được không? Anh hai em cần làm cho ngàn cô bác. Dạ, rồi thì cái nhà của Thanh thì cũng anh nói bao nhiêu ngày nữa xong. Nhắm đây. Hai tuần nữa lỗ á. Cả hết lỗ cũng phải chịu. Chứ giờ anh không có ở đây đâu. Ví dụ anh ở đây thì anh mặn em thấy. Không, tại vì anh Liêm vừa động đất cái ngôi nhà của Thanh Khờ. Rồi buổi sáng Minh Tơ cũng Liêm đã động đất bên kia rồi. Thì anh Liêm đang nhận cái nhà kia nữa. Thì Minh Tơ cũng báo cho cô chú chị cũng là Minh Tơ
anh Liêm ăn tiền thợ là cái nhà đó ăn nhiêu tiền anh tính chưa? Nó có hai mấy triệu à, có 44 mét à, 44 mét ha. Còn cái phát sinh phía sau thì mình tính sao ha, tính sao mình làm cái nhà tường luôn 44 triệu ha, 4 nhân cho 11 mét, 44 nhân cho 580 có 25 triệu, 25 triệu 520 ngàn. Rồi bữa thì 525 triệu. Ok chưa? Rồi đẹp mà chất lượng nha. Trời ơi, thấy xuống đâu có bậy bạ đâu. Để cô chú Bình Thường Quân cũng tin tưởng mình anh. Đúng, đúng rồi. Anh với em thì gắn kết lâu dài, không phải là cái ngôi nhà này mà không ngôi nhà Tân Khờ có thể tiếp tục, anh em còn cái ngôi nhà khác nữa trên mình làm thì cũng có cái tâm chứ đâu phải làm tầm bậy tầm bạ đâu. Nói chứ cả đời người ta mới được cái căn nhà như vậy, mình cũng cố gắng khắc phục cho cái nào mà nó tốt nhất chứ đừng nói tệ quá coi không được. Chứ nhiều cô chú kia bình luận nói nhà này mắc cái nhà kia rẻ thì mình ta cũng nói trên video rồi, thì tiền nào của đó cô chú anh chị, còn người ta làm rẻ thì người ta làm cửa rẻ đó. Rồi gạch này cũng nhiều loại gạch nữa, trời ơi ba loại gạch đó, không phải hai loại đâu. Đó, khi cô chú bình luận nói nhà kia 100 triệu 100 lẻ mấy triệu, còn nhà mình tới 100 mấy chục triệu, mình phải coi lại cái gạch xi măng rồi sắt tôn. Sắt xài của mình xài của miền Nam không nghe, nói trước nghe. Bên doanh nghiệp anh thấy coi trong cái to là biết rồi đó, mình không có xài của hàng của miền Bắc đâu. Thì Minh Tơ làm nhà rẻ vẫn được chứ không phải không được, mà chất lượng lâu dài nó như thế nào. Cái cột không anh, cái cột của mình anh thấy không, em thấy không, cái cột anh đổ đâu có đổ như người ta, cái 1,5 tấc đâu, của anh là thịt bê tông không chưa tô là 1,8 tấc, khi hoàn thiện nó ra tới 22 vuông, nếu mà dán gạch nó ra tới 24. Thì đó nó vậy đó. Chứ khi người ta coi video nó tại sao nhà này là mắc quá, thợ ăn mắc quá. Mới coi đồ lại nữa, coi vật tư như thế nào nữa. Tại mấy anh mấy chị nhiều khi không có thực tế vô công việc rồi không tiếp xúc với cửa hàng rồi không biết. Cứ nói thì cái vụ mà nói thì nói ngay ai cũng nói được hết trơn. Nhưng mà đòi hỏi cái tâm với cái giúp đỡ. Nhiều khi cái miệng nói được mà cái tâm không giúp đỡ cũng vậy. Nó cũng như là một cái gạch xay thôi. Mà nó nhiều, anh nói tới ba loại, người ta lấy loại rẻ, cô chú đâu có biết đâu. Có 1,000 mốt á. Của mình thì nếu thằng vừa vừa thì nó 1,250, hiện tại của mình là 1,450 rồi đó. Cô chú, giá nó sẽ khác, giá của mình ta làm nó khác. Khi cô chú xem á, cứ so sánh kênh này kênh kia làm đồ rẻ, đồ mắc, bên đây mắc. Thì mình ta nói là quan trọng là cái chất lượng mình ta làm. Như tôn á, mình đâu có xài của Vina với xài của Nam Kim đâu, mình xài xài của Đông Á. Đông Á thì nó anh em với của Dắt hồi xưa rồi. Rồi người ta đứng đầu á. Rồi người ta xài 4 gem, mình xài tới 4,5 gem, mình phải mắc hơn người ta thì một. Đó, với cái thứ nhất nữa là xài của Nam Kim với của Vina là nó rẻ nhất trong cái thị trường. Bỏ nhiều khi cũng anh em hỏi tại sao không mua đồ bên đây bên kia bán rẻ, bên đây bán mắc này kia, nhưng mà tiền nào thì của nấy. Nhưng của mình xài của Hoa Sen là bắt buộc nó phải mắc rồi. Ở của Đông Á Hoa Sen thì cũng xài được nữa, mà đồ nó khác nhau hết trơn. Người sắt tôn nó đủ ký hay là không đủ ký, rồi sắt cũng vậy, nó đủ dêm hay là không đủ dêm, nó mỗi cái nó khác nhau hết trơn. Ta cứ thí dụ em cắt 4 mét, người ta không cắt được 4 mét thì, nhưng mà có cái đồ nó phải nhỉnh hơn chút thì nó bắt buộc ta phải làm được rồi. Còn mình xài đồ tốt sao mà làm được như người ta. Thì cũng xong không? Rồi. Có gì nói không? Hả? Gửi lời thì, thay mặt anh em thợ cô bác ở đây cũng cảm ơn các cô các anh các chị Mạnh Thường Quân giúp đỡ, đã cũng được mấy căn ở Bình Phú, giờ nay cũng được một căn ở Huyền Hội nữa, cũng rất là cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh ha. Rồi thì mình ta cũng thông báo cái tên quý Mạnh Thường Quân đã tài trợ cái ngôi nhà của Thanh, mà cái này nắng quá. Nãy bên kia nó ngồi ngay nắng quá cô chú chị, mình tơ về chỗ. Thì hôm nay mình tơ cũng xin công bố tên quý Mạnh Thường Quân đã tài trợ cái ngôi nhà của em Thanh 5 con. Thì lúc trước mình tơ cũng báo một lần rồi, là số tiền mình tơ nhận được là 6,300 đô la, rồi 21 triệu tiền Việt Nam. Rồi mình tơ cũng xin đọc tên luôn. Thì lần đầu tiên mình tới chia sẻ thì được anh Tony Nguyễn ở Hawaii gửi cho mình tới 3,000 đô la. Rồi anh Ngọc ở Mỹ cũng là ở Hawaii, là bạn của anh Tony Nguyễn, gửi cho mình tới 100 đô la. Rồi chị Chính ở Đồng Nai gửi cho mình tới 3 triệu. Chị Hồng Thư ở Úc gửi cho mình tới 3 triệu.
Rồi anh Quý ở Mỹ gửi cho mình tên 1.200 đô la. Rồi sau này chị Hồng Thư gửi cho 15 triệu nữa. Rồi chị Trâm Nguyễn ở Mỹ gửi cho mình tên 2.000 đô la. Rồi mình tên vừa nhận được 2 triệu tiền của anh Kevin Phan cũng ở Mỹ gửi cho mình tên 2 triệu. Nữa là 6.300 đô la và tiền Việt Nam là 23 triệu. À, lúc trước thì mình tới có 21 triệu à, thì sau này anh kênh WinFan anh ủng hộ thêm 2 triệu nữa là 23 triệu. Rồi thì một số tiền này mình tới đang tạm giữ cái ngôi nhà của em Thanh. Bây giờ thì vật tư thì mình tới cũng chưa có tính được tiền vật tư. Thì tiền tôn thì nãy mình ta cũng tính rồi, tiền thợ thì cũng biết giá, rồi tiền cửa thì cũng biết xong xuôi. Rồi còn tiền nước sơn, vật tư, rồi tiền mua ống nước kéo trong nhà của chú chị. Rồi cái bồn cầu thì mình ta cũng chưa cộng vô. Thì sau này cuối video thì mình làm xong cái ngôi nhà mình ta sẽ tổng kết thêm một lần nữa số tiền đã mình đã chi ra hết bao nhiêu, rồi còn lại bao nhiêu. Còn bây giờ mình ta cũng chưa tính được số tiền. Bây giờ hiện tại mình ta cũng vẫn tiền chi tiền thợ, tiền cửa cũng còn khoảng 15 triệu, 120 ngàn nữa thì cái tiền thợ thì cũng xong xuôi rồi. Tiền tôn thì mình ta trả xong xuôi đủ hết rồi. Còn chỉ thiếu tiền vật tư, cái tiền mình mua lạc giặt để mình trang trí trong nhà thì cũng chưa. Rồi mua gạch lót, chúng ta cũng chưa tính tiền gạch lót nữa. Rồi tiền mua gạch viền để mình viền ngang cái vách nhà thì mình ta cũng chưa có biết giá tiền là bao nhiêu, thì mình ta công bố sau. Thì cuối video thì mình ta cũng xin kính chúc cô chú chị xem video dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài phát đạt. Thì mình ta kết thúc video tại đây ạ. Chào mừng cô chú chị trở lại kênh YouTube của mình ta TV. Thì lời nói đầu tiên thì mình ta cũng gửi lời chúc cô chú chị gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Cũng như mình ta cũng nghe bàn với ông thầu thì kêu mình ta đi chọn gạch cái nước sơn trước. Thì mình ta cũng dẫn em Thanh qua cửa hàng của Sáu Khải của xã Bình Phú để cho Thanh lựa cái gạch cái nước sơn rồi vô lựa. Mình xài gạch 4 tấc nha. Dạ em thích loại gạch nào, màu nào? Đây hàng cao cấp bên đây. Cái gạch nó giả gỗ á anh. Hả? Cái gạch gạch giả gỗ á. Giả gỗ hả? Dạ. Đây đây hỏi bà chủ. Sơn màu xanh xanh ngọc hả? Tùy á, tùy em á. Ừ, cái sơn màu xanh ngọc. Cameraman đây nè. Để cửa hàng đem cái mẫu qua cho coi. Em thích màu xanh hả? Dạ. Em một lát lấy bản màu qua em được. Giả gỗ nè, cái mẫu giả gỗ nè. Không biết nó có mắc tiền không, nó biết. Cái màu này nè. Thì màu này thì nó không dơ, để hỏi bà chủ coi. Đang đi lấy mấy mẫu kia lại nữa kìa, để cái mẫu này biết có không. Thích màu giả gỗ à? Có mấy màu trắng nữa, màu trắng màu rồi trắng xanh xanh. Tại con em ở nhà nó nít nhiều, nó màu trắng nó dơ dữ, nó quậy dơ dữ. Màu xanh xanh rồi màu màu trắng mây á, kéo mây á. Anh còn màu giả gỗ không anh? Hết hả? Đắt quá vậy? Dạ. Thì tới từng chứ, tới từng nè. Để lâu nó lấy mấy mẫu kia lại coi, rồi cho nó lựa cái mấy cái mẫu. Cái bồn gì xinh Thanh cũng nhiều loại lắm. Cũng nhiều loại bồn ngồi rồi bồn. Đây bồn ngồi.
lấy cái bồn này đi anh, bồn này cho ấy nó dễ, con em mấy bồn nó cao, con em nó trèo, con nhỏ nó trèo trật, sợ trật té, lấy cái bồn thấp. Bồn thấp hả? Dạ. Cái nó ngồi chùm chùm bẹp dưới ra. Dạ. Dưới để cao quá là trợ mấy cái bồn vậy, mấy cái bồn đó nó nguy hiểm lắm, nó không biết nó trèo lên á. Ừ. Bồn đó thì nó tiện nhưng mà nó mấy nó nhỏ, nó nhỏ nó không biết sợ. Bồn này thì nó cái khung rẻ hơn cái bồn đó đó. Ừ. Chị thấy bồn này đi. Thích rẻ hả? Dạ. Để anh hỏi bà chủ bao nhiêu một cái. Thì cái bồn này loại sang. Đâu này, qua đây lượng lượng gạch chứ. Ừ. À, qua bên đây. Còn mấy mẫu này hả anh? Cái gỗ còn không cơ? Thì cái mẫu này mình đúng không chị? Cái gỗ nè. Không qua mẫu đây, đây cái này mẫu mẫu gỗ phải không? Đúng rồi, nhưng mà mẫu nó hết rồi. Hết thì bây giờ chị đặt cho em được không? Đó thì em coi cái nào thích. Sơ sơ thôi. Chứ còn một cái màu gạch bông nữa không? Chị, còn cái màu gạch bông cũng như nhà anh Thảo anh Minh. Đâu đâu. Cái loại bông cũng như nhà anh Thảo anh Minh đó. Để em lựa coi thích nào hay đó. Suy nghĩ kỹ nha. Màu xanh này nó đó, này là trắng trơn luôn. Còn này trắng kéo mây. Cái màu để gạch bông bông của nhà anh Thảo á, có một mẫu nữa thì bên cửa hàng đi lấy nè. Đi còn 5 mẫu này hả vậy sao? 4 mẫu. Còn 4 mẫu. Cái giải gỗ còn không? Nãy ông xã nói là hàng được mà. Hỏi rồi, nó nói rồi làm không kịp đâu. Nếu mà đặt hàng trong vòng tới cả tháng, tháng rưỡi mới có hàng. Anh không có chờ được. Tháng rưỡi hả? Đúng rồi, nếu mà đặt dẫn được cả tháng rưỡi thì anh đang gần lót tới rồi, đâu có chờ được. Thế em đó chọn cái nào? Vậy là màu đó đi anh. Đây nha. Dạ, này. Đó là trắng, trắng tươi, trắng vân. Trắng vân. Còn là trắng tươi. Trắng tươi này nó rẻ hơn. Còn này 95 nè, cô chú anh chị. 95, tại 90, 95. Này nhiêu? 90. Cái này 90 luôn. 90. Ừ. Cái màu xanh. Dạ. Rồi 90. Màu tím. Cái màu này nó tối quá. Thì em thích màu nào lấy màu đó. Để lấy màu đó đi. Rồi thì đặt màu nó cho nó đi chị. Ở đây đâu thì. Rồi thì thế anh chọn cái màu này phải không? Dạ. Thì cái này trắng vân nó không có dơ nhiêu. Ừ. Còn kia trắng tươi nhìn thấy màu này cũng sang. Ừ. Lên màu nó. Rồi lấy màu này. Rồi con rồi để xuống đây rồi một lát mình rửa cái bàn cầu đi. Rồi nước sơn nữa. Cái lót vào tắm nữa. Bà chủ ơi, không mất tiêu nữa rồi. Qua đây chị ơi, đi đâu nữa rồi?
Vậy bên em hỏi giá này chú coi. Chưa xong nó đi đâu vậy? Khách nó cho bả lựa mà anh. Bả vô sao? Bả vô sao em mà? Vô chứ à. cái gạch lót nhà này xinh đó. Để coi mẫu nào còn. Coi nào còn nào hết. Mấy giá hữu nghị nha. Mẫu này còn. Này hả? Để coi nhiều mẫu còn lắm để lục cái. Này không chân nè. Nhà này cũng đẹp lắm. Chịu không? Sao cũng được em, sao cũng được. Chịu không? Đây trong nhà sinh nó không có chân nè, cái này nó bị có nó nhấm nháp. Dạ dạ. Thấy món này đi. Dạ. Ok, hai món rồi đó. Rồi bồng cầu. Bồng cầu thì lấy bộ loại này đi. Chị. Cái đó là mình xây bẹp lên ngồi thôi. Ở chị in lên thôi hả? À. Này nhiêu cái chị? Này nhiêu cái? 380 à? 300 được rồi. Cười. Cái đó thì nó rẻ nhưng mà mình phải xây gạch. Mình xây gạch. Anh thích nào? Cái đó. Rồi, cái đó ha. Ừ. Tiền nghe anh không ép nghe, tại em muốn tiết kiệm, sợ con em bị. Ừ. Thì để cái này đi, leo lên leo xuống. Nó keo leo lên leo xuống bất tiện. Ừ, bên đứa nhỏ không khi nó leo á không? Sợ nó leo á anh. Dạ, dạ. Ừ. Nó không biết nó leo nó tới cái đấy nó tét cái này, sợ nó bể á. Cái này thì nó 1 triệu mấy một cái, anh Minh là 1 triệu tư á của chú anh chị. Rồi thì em mấy cái đó thì anh mấy ngày đó đi chở nó qua luôn. Rồi, thích mẫu này. Ừ. Thì cái này chỉ xây lên, ịnh lên là ngồi thôi phải không? Ừ, kiểu này nó chắc. Này mình ngồi nó tính. Nó dày. Vậy là không có chịu mà ngồi kiểu kia, ngồi kiểu này. Ừ. Ngồi kiểu chồm hổm. Ok, này cũng được, tùy em nghe. Ừ. Cái đó đi em. Rồi được hai món, bây giờ lựa nước sơn đi. Ăn màu nước sơn nữa anh. Lựa đi. Thôi thích màu nào lựa màu đó. Thì nãy giờ lựa sao Thanh? Dạ lấy tông này đi anh. Tông hả? À? Rồi thì đi mã số lại anh đây. Rồi, màu nào? Màu này, màu này. Rồi, 60266. Rồi. Rồi, thì kêu chị ghi lại cái mình đăng ký mua gì nãy á, thì chở xuống một lần một luôn. Thì anh lựa cho em một cái chỉ màu đặng mình sơn cái chỉ. Trong đó có luôn. Rồi, thích màu nào lấy luôn. Thì cái màu lợt màu đậm đi nó hay quá không anh? Đậm đậm lên khoảng 3 tông nữa đi. 3 tông à. Đậm nhất đi anh. Sao chín đi, sao chín được không? Nên đậm nhất được không? Đây, lên đậm nhất đi. Rồi đậm mấy số dùng luôn. Tại cái màu lợt nhất thì lên đậm nhất thì nó ăn hơn. 276. 60276 hả? À 60276. Đậm nhất á, mình lên cái lợt rồi lên đậm lên ha. Ở ngoài một lít. Yeah. Rồi. Cái bồn cầu này. Rồi một cầu phẩm là. Rồi. Rồi gạch lót. Gạch lót. Màu trắng dân á. Bao nhiêu mét rồi? Chấm xong là giá 95 á. Giá thì. Mấy anh đi mình kêu đi. Nãy giờ Minh Tơ cùng với Thanh đã đi chọn gạch
rồi gạch len, rồi nước sơn này cũng xong xuôi rồi, bà chủ cũng ghi vô sổ rồi. Khi nào giao được chị? Mai hả? Dạ. Rồi rảnh tổng sổ cho em luôn nha. Tổng hết kinh phí bao nhiêu để cho em biết. Rồi xong xuôi còn mua gì nữa không? Đủ chưa? Đủ. Đủ à? Rồi thì hôm nay mình tôi dẫn Thanh xuống đây để chữa gạch rồi một số nước sơn á. Video thì mình ta cũng kính chúc cô chú với mạnh thường quân với nhà hảo tâm xem được video thì gặp nhiều may mắn, làm ăn phát tài phát đạt. Rồi thể xem tiếp video của mình ta thì mình ta chèn thêm video để đi chọn gạch á. Thì cuối video thì mình ta và Thanh cảm ơn cô chú mạnh thường quân. Cảm ơn cô chú mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình em. Cảm ơn rất nhiều. Rồi thì mình ta về.